hồi lòi đem đi kho tiêu, nghe nói là bị tanh hả mọi người? Để bữa nay tôi làm thử coi sao nha. Hello mọi người, chế biến nấu ăn đây. Có ai nhớ cái video bữa hổm tôi đi câu cá thòi lòi không? Trời ơi, tôi nhớ mọi người coi mà thích quá trời luôn đúng không? Rồi tôi hỏi mọi người là làm món gì ăn á? Thì hồi bữa nay tôi cũng mới đem nó đi kho tiêu ăn thử coi có bị tanh như lời đồn không nè. Cái chén này á là chén cá thòi lòi nhưng mà mợ tôi đã làm sạch sẽ rồi nha mọi người. Làm xong á thì nhìn nó giống con cá bóng quá ha. Nhưng mà thật ra nó là cá thòi lòi á, mọi người đừng có hiểu lầm là tôi lấy cá bóng thay vô nha. Thì cái chuyên mục xếp cá theo chị Rảnh Thị bắt đầu. Xếp cái này thì cũng khá là dễ á, tại vì mấy con cá thòi lòi này tôi câu được, nó to nó bự á mọi người. Sau khi xếp cá xong thì tôi cho nước mắm vô để bắt đầu đem kho nè. Rắc thêm xíu đường, xíu bột ngọt vô nữa. Và cuối cùng á là cho tương ớt chinsu vô để thay cho ớt trái. Ê, cho cái này vô á, tôi thấy không những nó cay nồng nè mà nó còn thơm mùi tỏi á mọi người, cho nên tôi không có đập tỏi vô. Gần đây khi mà làm món kho hay là chiên xào gì thì tôi cũng hay cho tương ớt, tại vì khi mà cho tương ớt vô nó sẽ tạo cho mình cái nước sốt sền sệt kẹo kẹo nhìn rất là ngon mắt. Đã vậy nó còn có cái màu đỏ cam nữa, thấy là muốn ăn liền rồi. Hay xài vậy cho nên nhà tôi mua hẳn chai một ký luôn để ăn cho nó đã nè mọi người. Nhìn vô cái chảo tôi kho xong á thì mọi người cũng thấy được cái độ ngon rồi ha. Đã vậy nó còn cam cam là trái trái cái viền ở bên ngoài nữa. Còn con cá thòi lòi á kho xong thì nó bị cong vòng hết trơn, hết có cái vòng tròn đẹp mắt giống chị Rảnh Thị rồi. Nhìn quá trời là giống con cá bóng luôn á mọi người. Bây giờ chan lên cơm mình ăn thử xem nó có bị tanh không nha. Đây là cái nhận xét thật lòng của tôi luôn nha. Nó không có bị tanh một chút xíu nào luôn á. Mà thịt của nó thì rất là nhiều, còn xương thì mình nhai nuốt được luôn, không có bị mắc xương. Phần nước sốt sền sệt kèo kẹo vừa ăn, cái này có thêm dĩa rau để chấm nữa cũng rất là ngon á. Thôi bây giờ để tôi bưng ra rồi mời cả nhà tôi cùng ăn thử nha. Ủa cái lòi nãy bự lắm mà sao giờ kho nó teo có chút xíu ạ? À?